xe đạp thể thao Vision.com xin chào bạn. Trong video này, Shop tiếp tục kiểm tra những chiếc xe đạp cho các bạn trên toàn quốc đã đến với Shop xe đạp thể thao Vision.com mua xe đạp online. Và xe đạp thể thao Vision.com là Shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam mà nha. Bán đầy đủ tất cả các chủng loại xe, từ xe đua, địa hình, hybrid, touring, xe nam, xe nữ, xe gốc, không thiếu chủng loại nào. Và đến với Shop chắc chắn bạn sẽ tìm được chiếc xe đạp như ý. Và trong video này, Shop kiểm tra chiếc xe đạp Sava cho anh Bình ở Đồng Nai. Vâng, anh Bình đã liên hệ với Shop từ 3 tuần trước, nói anh dùng điện thoại cục gạch, không dùng Zalo. Anh xem trên TV thấy quảng cáo xe Sava Coronado rất sang trọng và đẳng cấp, nên muốn chọn mua cho mình một chiếc. Và sau khi trao đổi với Shop xe đạp thể thao VIP.com thì anh nói sẽ chuẩn bị tiền để mua xe. Thời gian gần đây hàng về nhiều nên Shop cũng không gọi cho anh được. Và sáng nay anh Bình đã liên hệ với Shop và bảo chiều nay anh chuyển cọc cho em. Em chuẩn bị hàng gửi cho anh nhé. Anh đợi xe đi đua nếu dẫn đầu sẽ chụp ảnh gửi cho em. Và chiều nay đã nhờ con trai đi cọc tiền cho Shop để đón một em Sava Colorado màu đỏ trắng tuyệt đẹp và đẳng cấp này về đội của mình. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp Sava Colorado của anh Bình ở Đồng Nai. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây bạn nha, đây là siêu phẩm đua 2020 xe đạp Sava, một thương hiệu đẳng cấp của Đức. Đây là màu đỏ size 47 và Shop kiểm tra luôn cho anh. Màu đỏ tem trắng đã chính xác rồi và size được ghi 9 ở đây luôn bạn nha. Đây là 47cm chuẩn luôn. Xe full carbon gồm khung carbon, càng carbon, tay lái carbon, vành carbon và phô tăng thì sử dụng phô tăng thương hiệu của Italia, một cái tên Clyde. Và cái yên thì cũng là yên physics của Clyde bạn nhé. Sava Corolla sử dụng full loop Shimano 105R7000 gồm gạt lip Shimano 105R7000, lip 105, xích sử dụng xích cao cấp, xích rỗng KMC, gạt đĩa Shimano 105R7000, gạt đùi đĩa 105R7000, phanh trước phanh sau 105R7000 và tay đề nắp 105R7000. Và chạy đồng bộ như này thì xe rất là ổn định và rất bền, bởi vì cái đế group Shimano 105R7000 này được sản xuất tại Nhật Bản bạn nhé. Và cặp vành carbon cao tới 5cm cực đỉnh luôn, trên vành có dán tem, tem này là tem chín, tem nước luôn bạn nhé, phản quang dạng hạt rất là đẹp đó. Nốp Ultra Sport 700-5. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp Sava Corolla này có thể truy cập trong web xe đạp thể thao Vi.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop cũng đã làm review soi cận cảnh chi tiết rồi. Và còn đây là chiếc xe đạp siêu chất và thông minh là của anh Hoàng Linh ở Đồng Nai. Và lại một khách Đồng Nai nữa. Đây là chiếc xe đạp touring carbon bạn nhé, kết nối với điện thoại không dây, một kết nối thông minh để đo tốc độ đúng như là khoảng cách đấy, và đàm thoại luôn nếu mà sử dụng những chiếc xe đạp này liên hệ với nhau. Và chiếc xe đạp touring này thì Shop cũng sẽ kiểm tra và tách video phát sóng ở kênh YouTube xe đạp thể thao Vi.com vào 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày để các anh các bạn trên toàn quốc đến với Shop xe đạp thể thao Vi.com mua xe hoàn toàn yên tâm. Và bạn đang cần tìm mua xe thì hãy đến với Shop xe đạp thể thao Vi.com, chắc chắn bạn sẽ tìm được chiếc xe đạp như ý, bởi vì Shop đang bán rất là nhiều loại xe bạn nhé, và bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.